tại sao các phòng game nhỏ và net cỏ đang dần bị thay thế và kinh doanh không thực sự hiệu quả nữa? Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trung, mình đến từ Rural Sport và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai lý do chính khiến cho các phòng game nhỏ và net cỏ không còn kinh doanh thực sự hiệu quả. Lý do đầu tiên có thể nói đến đó là các phòng game nhỏ và net cỏ đang phải cạnh tranh một cách rất là gay gắt với các chuỗi mini cyber game lớn. Với các chuỗi này thì họ có nguồn lực để đầu tư máy móc, cơ sở vật chất và trang thiết bị vô cùng hiện đại. Cái thứ nữa là họ có khả năng để thực hiện các cái chiến dịch marketing và quảng cáo tốt hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn. Lý do thứ hai đó là ngày nay hành vi của người chơi đã thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Nếu như trước đây chúng ta chỉ cần có một cái không gian thoáng đãng, sạch sẽ, trang bị máy móc đầy đủ để cho người chơi trải nghiệm. Ngày nay khách hàng đòi hỏi nhiều hơn không chỉ việc chơi game, họ muốn trải nghiệm toàn diện bao gồm là không gian thoải mái, dịch vụ tốt và cả cảm giác cộng đồng. Cho nên xu hướng phát triển của thị trường game net đó sẽ là tập trung vào việc phát triển các mini cyber game. Với các mini cyber game thì sẽ có những cái thiết kế và trang thiết bị hiện đại không kém cạnh các cyber lớn. Tuy nhiên thì về quy mô và mức đầu tư thì nó sẽ ít hơn. Đặc biệt bạn có thể thấy rõ điều này trong các cái thị trường lớn, bao gồm là các cái thành phố lớn và tỉnh, thì cái sự phân hóa này đang diễn ra ngày càng nhanh và ngày càng rõ ràng hơn. Nếu bạn đang muốn kinh doanh phòng game và tham gia vào thị trường game net thì đừng ngần ngại liên hệ với Rural Sport, chúng tôi sẽ tư vấn chuyên sâu để giúp cho các bạn có thể kinh doanh thành công trong thị trường game net.